Thời gian qua, tin tức về việc Ba Lan đặt mua của Hàn Quốc 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực K2 đã gây sửng sốt cho rất nhiều người. Vì con số 1.000 xe tăng là quá lớn, cần biết rằng các xe tăng K2 này đang là loại đắt giá nhất thế giới. Lên đến 8,5 triệu đô la Mỹ trên một chiếc. Để so sánh, xe tăng T-90 của Nga có giá từ 5 đến 7 triệu đô la Mỹ. Thậm chí M1 Abrams của Mỹ cũng chỉ có giá khoảng 6 triệu đô la Mỹ. Điều đó đồng nghĩa tổng hóa đơn của Ba Lan lên tới 8,5 tỷ đô la Mỹ. Câu hỏi ở đây không chỉ là xe tăng K2 có thực sự ưu thế hơn các đối thủ khác hay không, mà còn là chính sách bán vũ khí của Hàn Quốc có gì khác các ông lớn vốn đi trước họ trên thị trường hết sức đặc thù này. Đầu tiên, hãy tìm hiểu một chút về quân đội Hàn Quốc. Nó được chia thành 4 nhánh gồm lục quân, không quân, hải quân và thủy quân lục chiến. Lực lượng lớn nhất là lục quân với trung bình khoảng 550.000 quân nhân phục vụ hàng năm. Các binh sĩ được chia thành 3 đội với quân đoàn thứ nhất là GOC, Bộ Chỉ huy Tác chiến Mặt đất, chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô và quân khu phía Tây DMZ. Khu phi quân sự, quân đoàn 3 GOC chịu trách nhiệm cho quân khu phía Đông. Quân đoàn 2 ROC, Bộ Chỉ huy Tác chiến phía sau, được tổ chức dự bị ở phía Nam. Hàn Quốc cần phải có một số lượng binh sĩ lớn bởi bán đảo Triều Tiên không chỉ có địa hình núi đồi khắc nghiệt, mà còn vì đội quân mạnh mẽ trên bộ gồm hơn 1 triệu người của Triều Tiên luôn lăm le ngoài bờ cõi. Trong khi đó, 2/3 lực lượng đang đồn trú tại khu phi quân sự DMZ. Bộ Chỉ huy Vật tư của quân đội Hàn Quốc hiện có 4.975 xe tăng, bao gồm những chiếc M-47 Barton, M-48 Barton cũ và các loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới Rotem K1 và Rotem K1A1. Đây là biến thể của chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ được sản xuất nội địa ở Hàn Quốc, cùng với một số phương tiện bọc thép khác. Ngoài ra, họ còn có 5.508 hệ thống pháo các loại, bao gồm bánh xích, bánh lốp hoặc kéo cũng có sẵn. Rõ ràng, để đối phó với đối thủ lớn nhất của mình là Triều Tiên, thì Hàn Quốc cần một chiếc xe tăng chiến đấu tiên tiến giúp kiềm chế các đợt tấn công của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện. Giữa những năm 1990, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc ADD là thiết kế một loại xe tăng chủ lực đầy hứa hẹn, được đặt tên là K2 Black Panther. Công việc phát triển chỉ hoàn thành vào đầu những năm 2000. Mục tiêu của dự án K2 là tạo ra một loại xe tăng quốc dân với các đặc tính kỹ thuật chiến đấu cao và mức độ nội địa hóa cao nhất có thể. Phần lớn các cụm lắp ráp và linh kiện đều có xuất xứ từ Hàn Quốc. Trong một số trường hợp, dự án được phép sử dụng các sản phẩm phát triển của nước ngoài, được sản xuất tại Hàn Quốc theo giấy phép. Phía Ba Lan chịu chi cho một xe tăng tới từ châu Á thay vì đặt mua các loại xe tăng phổ biến hơn như M1 Abrams của Mỹ đã chứng minh năng lực tác chiến của K2. Dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Hàn Quốc được coi là một trong những chiếc xe hiện đại nhất thế giới. Xe tăng này sử dụng động cơ Aeropower Bug MTU của Đức với công suất 1.500 mã lực và được trang bị khẩu pháo nòng trơn Grand Marshal 120mm với bộ tải đạn tự động cho tốc độ bắn lên đến 15 phát mỗi phút. Các viên đạn này được cho là có thể xuyên thủng giáp của xe tăng Mỹ M1A2 Abrams. Thiết bị radar và hệ thống phát hiện laser cùng với giáp phản lực của K2 cũng có thể so sánh với chiếc xe tăng chiến chủ lực lơ lớp của Pháp và M1A2 Abrams của Mỹ. K2 được trang bị bộ phận ống thở dưới nước thông qua bộ kit và có thể vượt qua chướng ngại vật sâu tới 4,2 mét. Hệ thống kín nước tốn khoảng 30 phút để thiết lập và xe tăng có thể bắn pháo chính ngay khi nó tiến lên đất liền. K2 có thể tăng tốc từ 0 km/h lên đến 32 km/h trong khoảng 7 giây. Nó cũng có thể leo dốc với độ nghiêng 60 độ và vượt qua chướng ngại vật thẳng đứng lên đến 1,3 mét. Vũ khí chính của K2 Black Panther bao gồm một khẩu pháo nòng trơn Red Mantle 120mm/L55 do Đức sản xuất theo giấy phép tại Hàn Quốc. Súng được trang bị bộ tải đạn tự động đảm bảo việc tải đạn ngay cả khi phương tiện di chuyển trên bề mặt không bằng phẳng. Với tổng lượng cung cấp lên tới 40 loại đạn khác nhau, Black Panther có thể rải hỏa lực xuống vị trí của kẻ địch trong gần 3 phút trước khi cần tiếp thêm đạn. Tổng cộng có 16 viên đạn được lưu trữ trong bộ tải đạn tự động và 24 viên được lưu trữ bên trong thân xe. K2 có thể bắn hàng loạt các loại đạn khác nhau bằng pháo chính của nó. Nhưng không chỉ có vậy, thiết bị xuyên động năng APFSDS Wolframs được phát triển nội địa và cải tiến.
mang lại khả năng xuyên phá tốt hơn đáng kể so với các loại đạn Wolfram thế hệ trước. Đạn năng lượng hóa học Hurst đa năng tương tự như M830A1, Hurst MBT của Mỹ có thể được sử dụng để chống lại quân lính, xe không bọc thép và xe bọc thép hạng nhẹ trên mặt đất cũng như trực thăng bay tầm thấp. Đặc biệt, K2 có thể sử dụng loại đạn KSTAM, đạn thông minh tấn công tháp pháo, chuyên dùng để tấn công phần nóc tháp pháo của xe tăng hoặc xe thiết giáp. Đạn KSTAM có hệ thống dẫn đường bằng cảm ứng bức xạ, trang bị đầu nổ EFB, tầm bắn tối đa là 8 km. Một súng máy đồng trục 7,62mm được lắp ở phía trái của vũ khí chính. Một khẩu súng máy hạng nặng K6 12,7mm được lắp ở phía trên bên phải của tháp pháo. Ngoài ra, súng phóng lựu kiểm tra hình ảnh và tia hồng ngoại VIRSS gắn ở mỗi bên ở phía trước của tháp cũng bổ sung thêm khả năng phòng thủ cho Black Panther. Về khả năng phòng thủ, K2 ở thân vỏ có nhiều lớp, được trang bị giáp phản ứng nổ ERA. Đặc thù của Hàn Quốc có cảm biến tầm nhiệt để phát hiện và đánh chặn các tên lửa. Phần giáp được cho là có thể chịu được đạn chống tăng. Ngoài ra, K2 còn được trang bị hàng loạt công nghệ điện tử tiên tiến gồm hệ thống quản lý chiến đấu, hệ thống dẫn đường, hệ thống tạo áp suất dư chống vũ khí NPC. Một khi hệ thống phòng thủ chủ động được cài đặt, hệ thống radar sẽ đảm nhận việc theo dõi và nhắm mục tiêu các tên lửa đang bay tới cho AMS. K2 còn được trang bị một bộ thu cảnh báo radar và thiết bị gây nhiễu sóng radar. Bộ máy thu cảnh báo laser quanh phạm vi LWR cũng được lắp đặt để cảnh báo cho phi hành đoàn khi xe tăng bị nhắm mục tiêu. K2 Black Panther trước đây được trang bị động cơ diesel MT833 của Tonum, nhưng phiên bản mới nhất của xe tăng hiện nay được trang bị với động cơ diesel MTU883, được sản xuất có bản quyền từ Đức và hệ thống truyền động Renk. Động cơ này sản sinh công suất 1.500 mã lực và cung cấp tỷ lệ công suất trên trọng lượng lên đến 27,3 mã lực trên tấn. Hộp số hoàn toàn tự động của K2 bao gồm 5 số tiến và 3 số lùi. K2 có thể chạy với tốc độ tối đa là 70 km/h. Trên đường bằng phẳng, trong khi vẫn có thể duy trì tốc độ lên đến 48 km/h, trong các điều kiện địa hình gồ ghề khó khăn hơn. Hệ thống treo của K2 Black Panther bao gồm 6 bánh xe cao su kép ở mỗi bên. Các con lăn quay trở lại đường ray với bánh xích truyền động ở phía sau và bánh xe chạy không tải ở phía trước. Phần trên của hệ thống treo được bao phủ bởi một lớp chắn bảo vệ, được gọi là In-Arm Suspension Unit, ESU, cho phép điều khiển từng giá chuyển hướng. Điều này cho phép xe tăng có thể hạ xuống để pháo chính có thể hạ xuống tới âm 10 độ. K2 Black Panther được trang bị một hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến FCS, được liên kết với hệ thống radar băng tầng mm được triển khai trên vòng cung phía trước của tháp pháo, kèm theo một công cụ tìm phạm vi laser truyền thống và cảm biến Frauwind. Hệ thống này có chế độ khóa, có thể định vị và theo dõi các mục tiêu cụ thể ở khoảng cách lên tới 9,8 km bằng quang học nhiệt. Điều này cho phép kính lái có thể bắn chính xác trong khi di chuyển cũng như tấn công hiệu quả vào máy bay tầm thấp. Tầm ngắm của xạ thủ bao gồm tầm ngắm chính của xạ thủ KGBS và chỉ huy được trang bị thiết bị tầm nhìn toàn cảnh. Chỉ huy có khả năng ghi đè lệnh để giành quyền kiểm soát tháp pháo và khẩu súng từ xạ thủ. K2 Black Panther được trang bị hệ thống bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học NPC tổng thể. Khoang chứa đạn được trang bị một tấm chắn để bảo vệ phi hành đoàn khỏi sự cố cháy nổ của đạn dược. Hệ thống dập lửa tự động được lập trình để phát hiện và dập tắt bất kỳ đám cháy nội bộ nào có thể xảy ra. Và các cảm biến khí quyển sẽ cảnh báo cho phi hành đoàn nếu xe tăng đi vào môi trường nguy hiểm. K2 có thể băng qua dòng sông có độ sâu tới 4-5m bằng hệ thống snorkel. Hệ thống này cũng đóng vai trò như một tháp chỉ huy cho chỉ huy xe tăng. Nó cần khoảng 30 phút để đi vào vận hành. Tháp pháo trở nên kín nước khi qua sông, nhưng khung xe có thể cho vào tới 1.892 lít nước để ngăn cản lực nổi quá mức từ không khí bên trong xe và giữ cho các đường ray được đặt chắc chắn trên mặt đất. Hơn nữa, xe tăng có thể có trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay khi nó trôi lên mặt nước. Quá là những tính năng cực kỳ ưu việt. Ba Lan có lực lượng xe tăng lớn nhất trong các nước NATO ở châu Âu, 750-1.000 chiếc, gấp 2 lần các nước khai thác xe tăng lớn truyền thống như Anh, Đức, Pháp hay Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, 2/3 số xe tăng của Ba Lan là các loại kế thừa của Liên Xô, cụ thể là 500 xe tăng T-72M1 và các biến thể BT-91 sản xuất trong nước,
Còn lại là hàng trăm chiếc T-72 kiểu cũ này đã cất vào kho. Những chiếc T-72 của Ba Lan về lý thuyết có thể sánh với T-72 đang chiếm ưu thế trong quân đội Nga. Giáp phản ứng nổ của BT-91 thì có thể chống đạn RBG như B-40 hoặc B-41 và tên lửa chống tăng kiểu cũ. Tuy nhiên, cả hai mẫu này đều đã bị qua mặt bởi dòng T-90A hoặc T-72B3 của Nga được nâng cấp mạnh. Tình hình châu Âu từ sau cuộc chiến chớp nhoáng Nga-Russia năm 2008 và nhất là sau chiến tranh Ukraine bùng nổ, khiến Ba Lan cần gấp một dòng xe tăng không phụ thuộc vào Nga, có khả năng đối đầu tốt với xe tăng Nga trong khung cảnh địa lý Ba Lan, chủ yếu là bình nguyên bằng phẳng với ít chướng ngại vật tự nhiên rất quyến rũ đối với các cuộc chiến tăng lớn. Yêu cầu càng khẩn thiết khi trong cuộc chiến ở Ukraine, Nga bắt đầu sử dụng chiến thuật mới là dùng máy bay không người lái UAV, Orlan-10 chỉ điểm tác xạ cho pháo binh, cụ thể là Đại Bác 122mm 2S1 Vostika với hiệu quả hủy diệt rất lớn. Giới quân sự Z, trên tạp chí quốc phòng CZ Defense, ngỡ ngàng khám phá chiếc K2 nhìn xa hơn xuất xứ Hàn Quốc. Chúng ta thấy rằng một chiếc xe tăng hiện đại tinh vi được sản xuất mới vài năm nay, chứ không phải là sự kéo dài một công nghệ lỗi thời. Thật vậy, xe tăng Abrams M1 của Mỹ và Leopard 2 của Đức sản xuất lần đầu tiên năm 1979, Merkava, MK2 của Israel 1983, trong khi K2 của Hàn Quốc là một lớp công nghệ hoàn toàn mới, bắt đầu từ năm 2013, có trọng lượng khoảng 55 tấn, K2 nhẹ hơn đối thủ Mỹ 10 tấn, một tiêu chí cực kỳ quan trọng trong bối cảnh chiến tranh nhanh gọn dẹ ngày nay. K2 còn tối ưu ở một khía cạnh quan trọng khác, đó là có cải thiện hiệu quả của các bộ phận riêng lẻ dựa trên thay đổi môi trường hoạt động hay yêu cầu của người dùng. Cụ thể là cải thiện được hiệu suất cơ bản tính di động, hỏa lực, sức mạnh bảo vệ, thông tin liên lạc và các hoạt động khác, cho kiếp 3 người gồm lái xe, xạ thủ và chỉ huy. Diễn giải ra bằng một ví dụ, kết quả của sự tích hợp đó là hiệu năng phòng thủ chủ động và thụ động trong tác chiến xe tăng. Như có thể thấy trong cuộc chiến Ukraine, xe tăng trở thành mục tiêu của các vũ khí chống tăng điều khiển có thể tấn công từ mọi hướng, có thể tăng cường năng lực phòng thủ thụ động cho xe tăng, được băng nhiều lớp giáp hơn hoặc giáp công nghệ mới hơn, như giáp phản ứng nổ ERA. ERA đại khái là gắn thêm những miếng lót mà khi rocket hay đầu đạn bắn tới sẽ đụng vào và nổ từ vòng ngoài, hạn chế sát thương cho xe. Song với tên lửa Javelin, có điều khiển chuyên bắn đột nóc, như thấy ở Ukraine, thì phòng thủ thụ động giảm đi hiệu quả rất nhiều. Đó là chưa kể càng nhiều giáp thì xe càng nặng, khó xoay chở và tiêu hao nhiên liệu. Muốn sống sót trước những tên lửa có điều khiển chống tăng ATGM hay đầu đạn laser dẫn đường, phải dựa vào hệ thống phòng thủ chủ động. Đây là các hệ thống điện tử liên tục theo dõi môi trường xung quanh bằng cảm biến để nhận ra mối đe dọa từ xa. Thông tin về mối đe dọa, gồm hướng tấn công và các thông số khác, sau đó sẽ được hiển thị cho tổ lái, đưa ra các biện pháp đối phó thích hợp. Có ý kiến cho rằng thời của xe tăng đã kết thúc rồi, nhưng kinh nghiệm chỉ ra rằng chỉ có những nhà sản xuất biết lắng nghe tiếng nói và trăn trở của khách hàng thì mới có thể thành công. Mỗi nước sẽ cảm nhận vai trò của xe tăng như thế nào là dựa trên học thuyết tác chiến xe tăng và điều kiện địa hình, địa lý của riêng mình. Từ đó họ sẽ hình thành chương trình chế tạo, sản xuất, xuất khẩu hoặc mua sắm trang thiết bị. Hiểu được điều đó chính là điểm mạnh của bộ máy công nghệ và sản xuất quốc phòng của Hàn Quốc. Nhà sản xuất Hàn Quốc rất biết nắm bắt nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Điều này thể hiện ngay từ những nhãn hiệu xe bốn bánh dân sự Hàn Quốc. Giá thường rẻ mà option thì nhiều hơn các dòng xe khác ngang giá. Xe tăng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Và đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị hãy nhớ ấn like, đăng ký kênh và để lại quan điểm bình luận ở bên dưới để giúp Thế Giới Tiêu Điểm tạo dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.